các bạn quay trở lại với Kinh Home Việt Nam thì thời gian vừa qua Kinh Home có nhận được một sự yêu cầu giúp đỡ về cái việc hướng dẫn sử dụng chiếc lò nướng âm tủ đến thương hiệu Bosch với cái mã là HBG655BS1M. Thì như các bạn đã biết, cái dòng sản phẩm của Bosch đa phần đều được phân phối ở thị trường châu Âu nên là nó sẽ không hỗ trợ tiếng Việt. Điều này gây khó khăn cho chúng ta trong cái quá trình sử dụng nó. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu tổng thể về chiếc máy này cũng như là hướng dẫn sử dụng và các chức năng của máy cũng như là một vài cài đặt cơ bản của nó. Thiết kế tổng thể thì lò nướng HBG655BS1M được thiết kế với dạng lắp đặt âm tủ. Phần thân máy được gia công bằng vật liệu thép chống rỉ sét, trong khi mặt trước là dạng kính cường lực màu đen, có khả năng chịu nhiệt tốt với 3 lớp. Thì cái phần chính giữa đây mình có thể nhìn xuyên vào bên trong khi mà máy đang hoạt động. Tiếp đến là cái phần bảng điều khiển, thì đây là dạng bảng điều khiển dạng kết hợp. Thì như các bạn đã thấy thì đây sẽ là những phím hai phím bấm cứng kèm với các phím bấm chức năng dạng cảm ứng, và cuối cùng là vòng xoay để mà mình lựa chọn các cấp độ khác nhau. Và cuối cùng ở chính giữa đây là màn hình hiển thị. Thì máy chiếc lò nướng này được trang bị với cái công suất là 3600W và sử dụng cái điện áp là từ 220V đến 240V. Dung tích khoang lò đạt đến 71 lít, rất là rộng khi mà ta có thể chế biến những cái món thực phẩm lớn và nhiều ha. Về kích thước của sản phẩm thì kích thước tổng thể của máy với phần mặt trước, máy có chiều cao và chiều ngang lần lượt là 595mm và chiều sâu của máy là 548mm. Về kích thước lắp đặt âm tủ thì cao là 590mm, ngang là 560mm và chiều sâu là 550mm. Tiếp đến về bên trong khoang lò thì phần đáy lò và cái viền đây màu đen thì sẽ là được ốp được tráng men, trong khi là cái phần màu xám sẽ là tráng men nhám. Thì cái lớp tráng men nhám này giúp cho cái việc mà khi mà chúng ta nướng đồ ăn thì những cái mũ vụn nhỏ ở trên thức ăn nó bắn ra thành lò, thì cái phần này nó sẽ hấp thụ và nó phá hủy những cái mảnh vụn đó. Thì mà cái phần tráng men này chúng ta chỉ có thể vệ sinh bằng cái chức năng vệ sinh của máy. Thì cái chức năng vệ sinh của máy được cài đặt để mà vệ sinh cái phần này, trong khi những cái phần còn lại chúng ta sẽ rửa một cách thủ công. Máy được trang bị sẵn một cái khay tráng men hứng mở cũng như là hai cái khay inox để mà nướng thức ăn, kèm với đó là 4 cấp độ chiều cao khác nhau cho cái phần gắn vị nướng. Phần trong khoang lò ở chính giữa hay phần lưng máy thì đó là cái quạt để mà sử dụng khi mà chúng ta sử dụng cái chức năng nướng 4 chiều. Cái tiếp theo sẽ là phần hướng dẫn sử dụng máy. Thì như các bạn đã thấy, đây là dạng bảng điều khiển kết hợp, thì nó sẽ gồm hai phím bấm cứng ở bên đây là phím tắt mở nguồn và phím bắt đầu hoặc tạm dừng. Ở chính phần chính giữa màu đen đây là các phím bấm cảm ứng để mà chọn chức năng của máy, và cuối cùng là cái phần vòng xoay. Thì vòng xoay này để chọn giống như mình cài đặt thời gian, mình có thể vặn cái này để mình tăng hoặc giảm. Và cuối cùng là phần màn hiển thị chính giữa. Thì sau đây mình sẽ mở máy lên. Ok, thì đầu tiên nó sẽ là cho chúng ta chọn cái chế độ, các chế độ nướng. 13 chế độ, nó gồm 13 chế độ gia nhiệt khác nhau. Khi bạn xoay cái này, nó sẽ gồm 13 chế độ khác nhau thôi. Thì đầu tiên là phần nướng bằng khí nóng 4 chiều. Thì ở cái chức năng này thì cái phần quạt của chính giữa của lòng máy sẽ tạo ra khí nóng và nó sẽ lưu thông khắp khoang lò và làm nướng chín tất cả cái bề mặt của thực phẩm. Tiếp theo chế độ nướng trên dưới, thì đây là chế độ nướng truyền thống, nó sẽ làm nóng phần trên và phần dưới của máy để nướng thực phẩm ha. Tiếp theo chế độ Hot Air Eco thì chế độ nướng bằng khí nóng nhưng mà nó sẽ tiết kiệm năng lượng cho chúng ta. Đây cũng vậy, đây là nướng trên dưới Eco, thì nướng trên dưới Eco nó cũng sẽ là nướng truyền thống nhưng mà nó sẽ tiết kiệm năng lượng y chang như là nướng bằng khí nóng Eco ha. Tiếp theo là phần nướng thay bằng thanh gia nhiệt trên kèm với lại khí đối nướng đối lưu. Thì cái này, ở cái chế độ này thì chúng ta có thể dùng cái chế độ này để mà nướng những thứ như là thực phẩm, như là các loại gia cầm hoặc là cá nguyên con hoặc là một miếng tảng thịt lớn ha. Tiếp theo là phần nướng khu vực lớn. Thì cái phần nướng khu vực lớn này chúng ta có thể nướng những cái thực phẩm như là xúc xích này, hoặc là bít tết, hoặc là có thể là thậm chí là bánh mì, với cái số lượng lớn đầy cái khay nướng của ta.
thì ở đây mình sẽ không chọn nhiệt độ được, mình chỉ có thể chọn được 3 mức độ khác nhau thôi. Nhưng mà độ nhiệt độ vừa nhỏ này, nhiệt độ trung bình và nhiệt độ cao. Tiếp theo là chế độ nướng khu vực nhỏ, thì ở cái chế độ nướng khu vực nhỏ này thì cái thanh gia nhiệt nó chỉ nướng chính, nó sẽ làm nóng ở phần chính giữa của cái thanh gia nhiệt thôi, nghĩa là nhiệt nó sẽ tập trung vào chính giữa. Thì ở đây sử dụng cho khi mà chúng ta nướng bánh xúc xích hay là bít tết hay là bánh mì, thì mà với cái số lượng ít chúng ta có thể sử dụng chức năng này ha. Tiếp theo là chức năng nướng pizza, một chức năng rất là đặc biệt. Thì ở cái chức năng nướng pizza này thì khi mà chúng ta nướng pizza thì cái phần nhiệt ở dưới nó sẽ tập trung vào phần nhiệt ở dưới của máy, cũng như là cái khí nóng để mà nó bao phủ xung quanh phần trên của máy này, nó sẽ nướng chính chủ yếu phần phía dưới. Cũng đây là phần nướng chậm, thì nên nó sẽ nướng chậm bằng hai thanh gia nhiệt trên và dưới luôn, nhưng mà nó sẽ điều chỉnh nhiệt độ thấp hơn và chậm hơn. Đây là phần nướng chủ yếu ở phần dưới, thì ở đây phù hợp khi mà chúng ta làm bánh ở giai đoạn cuối, chúng ta muốn nướng chín phần dưới. Đây là chế độ rã đông ha, là chế độ giữ ấm, giữ nóng. Và cuối cùng là chế độ gia nhiệt trước, giống như là chúng ta muốn những cái khay hoặc là những cái khay nướng trong đây nó nóng sẵn, khi mà chúng ta trước khi chúng ta đặt thực phẩm vào thì nó nóng sẵn, thì chúng ta chọn cái phần này. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu giới thiệu về những cái phím chức năng còn lại. Thì đầu tiên, như các bạn thấy, phím đầu tiên là phím đồng hồ, cái hình đồng hồ các bên đây, thì nó có chức năng là báo thức. Thì sau khoảng thời gian mà chúng ta cài đặt thì máy sẽ bắt đầu đếm ngược và nó sẽ báo thức khi mà thời gian đếm được không. Thì ví dụ như ở đây mình chọn là 15 giây 10 giây đi ha, cho nó nhanh một xíu. Thì mình bấm một lần nữa để kích hoạt, xác nhận. Thì bắt đầu bây giờ máy nó bắt đầu đếm ngược rồi, bạn quan sát cái thời gian đếm ngược bằng cách bấm vào đây một lần nữa. Bạn thấy thời gian đang đếm ngược đây ha. Bạn cứ để ý cái biểu tượng này còn sáng màu đỏ, có nghĩa là nó đang hoạt động. Đấy, khi mà thời gian đếm về không thì bắt đầu máy nó sẽ báo cái kêu tít tít như vậy. Bạn ngắt cái tiếng tít này bằng cách bấm vào đây một lần nữa, nó sẽ tắt cái tiếng kêu đi. Tiếp theo ở đây là phím khóa màn hình, khóa trẻ em hoặc là khóa an toàn. Thì nhấn và giữ nó bằng cách 4 giây. Thì khi mà nó là báo hiệu là đã khóa, là đã kích hoạt cái chức năng khóa an toàn rồi, thì tất cả các phím bấm ở trên màn hình, kể cả cái vòng xoay, nó sẽ bị vô hiệu hóa ha, là mình không thể bấm bất cứ phím nào được hết. Và tắt cái chức năng này bằng cách nhấn và giữ vào phím chìa khóa bằng trong 4 giây thì nó sẽ tắt cái này đi. Rồi tiếp theo, hai cái phím ở đây như các bạn thấy thì đây là hai cái chức năng chính của máy, thì chức năng nướng bằng khí nóng 4 chiều và chức năng nướng trên dưới. Thì đây là hai cái phím để chúng ta kích hoạt nhanh cái chế độ này nướng chính thôi. Dù như chúng ta muốn kích hoạt cái chức năng này thì chỉ cần bấm vào chức năng nướng 4 chiều hoặc chức năng nướng trên dưới, hoặc là bạn có thể chọn chức năng đó trong cái 13 chế độ gia nhiệt bằng cách bấm phím này ha. Thì bạn phải chọn thủ công, hoặc là bạn muốn chọn nhanh thì bạn bấm trực tiếp vào hai cái phím này. Tiếp tiếp ở đây là phím nhiệt độ. Thì khi bạn chọn bất kỳ một cái chế độ gia nhiệt nào trong 13 chế độ gia nhiệt thì bạn chọn vào phím nhiệt độ. Ở đầu bạn chỉnh nhiệt độ bằng cách xoay vòng tròn đây ha. Thì bấm một lần nữa để xác nhận, thì nó sẽ xác nhận cái thời gian nhiệt độ. Cái tiếp theo bên đây, đây sẽ là 10 chương trình nấu được cài sẵn của nhà sản xuất. Thì nhà sản xuất sẽ cài sẵn 10 cái chế độ nấu cho chúng ta. Thì bởi vì đây là 10 chế độ nấu phổ biến bên châu Âu, nên là có một vài loại thức ăn bên châu Á mình nó không có thông dụng cho lắm ha. Cái kiểu nướng sẵn của nó và ở cái chế độ, những cái chương trình nấu này thì nó sẽ tự động canh nhiệt độ cho mình. Mình chỉ cần chọn cái khối lượng của cái thực phẩm mình đưa vào thôi. Thì các bạn thấy ở đây nó sẽ có phím cân nặng. Khi bạn chọn một bất kỳ một chương trình nào xong thì bạn sẽ bấm vào cái biểu tượng này, biểu tượng ở dưới đây, thành cái khoa cái cân nặng này, để mà bạn chọn cái cân nặng của cái thực phẩm mình đưa vào. Thì tối thiểu là 500g là nửa ký này, và tối đa của nó là 3 kg, tùy theo cái chương trình. Ví dụ như gà thì nó tối đa nó chỉ khoảng 1,9 kg thôi. Đó là 10 cái chương trình nấu được cài sẵn. Tiếp theo ở đây, các bạn thấy ở đây, cái phím này là phím tăng tốc gia nhiệt. Thì cái phím tăng tốc gia nhiệt này chỉ áp dụng cho hai cái chức năng chính thôi. Thì nó khi mà bạn chọn một trong hai cái chức năng này, bạn mới có thể kích hoạt cái tính năng gia nhiệt này.
thì nó sẽ giúp cho cái thời gian gia nhiệt nhiệt độ trong máy nóng tăng nhiệt độ cao á, rất là nhanh. Thì nó chỉ xài cho một trong hai nhiệt độ này thôi, hai chức năng này thôi, thì bạn mới kích hoạt được nó. Hãy hủy kích hoạt bằng cách nhấn một lần nữa. Thì biến thị tự nó tắt rồi thì nó sẽ không kích hoạt chức năng nữa. Ok, tiếp theo là mình sẽ nói về cái chức năng đồng hồ. Thì chức năng đồng hồ này nó có hai cái chức năng chính là chức hẹn giờ nấu và hẹn chờ nấu. Thì chức năng hẹn giờ nấu ở đây mình sẽ nói thời gian hẹn giờ nấu thì nó rất là đơn giản. Khi mà chúng ta muốn nấu một cái món thực phẩm nào đó trong vòng bao nhiêu phút, thì khi mà nó nướng sâu vào vòng cái thời gian đó, ví dụ như là mình muốn nướng món gà hay món bất kỳ một món nào đó, thì mình khi mình chọn chế độ nấu xong, nhiệt độ và chọn nhiệt độ xong, thì mình sẽ kích hoạt chức năng này bằng cách ví dụ như mình muốn nướng trong vòng 50 phút hoặc là 15 phút, ví dụ 15 phút thì bạn sẽ cài đặt 15 phút ha. Đây, 15 phút. Bỏ vào phần end bấm một lần nữa. Thì bắt đầu nó đã nhận được cái thời gian nấu là 15 phút. Khi bạn bấm bắt đầu thì nó sẽ bắt đầu đếm ngược từ 15 phút trở lại. Bạn có thể thay đổi hoặc là hủy cái chức năng này đi bằng cách tạm dừng, cách ấn vào đây để tạm dừng, sau đó bấm vào biểu tượng đồng hồ. Sau đó bạn có thể điều chỉnh thời gian bạn muốn một thời gian khác, hoặc là bạn có thể hủy nó đi bằng cách quay về không ha. Nó sẽ hủy, bấm một lần nữa xác nhận thì nó sẽ hủy cái chức năng hẹn chờ nấu đi, thời gian nấu đi. Và tiếp theo là cái chức năng hẹn chờ nấu. Ví dụ như buổi trưa mình đi làm hoặc là buổi chiều mình đi làm, muốn tối về 6 giờ tối mình đi về nhà là thực phẩm nó được nướng xong, vừa được nướng xong nó vừa nóng luôn. Ví dụ bây giờ mình bỏ một con gà vô hoặc là nửa con gà vào, thì mình chọn chế độ một chế độ nướng bất kỳ. Bạn có thể chọn bất kỳ một chế độ nướng nào đó ha. Sau đó mình bỏ gà vào và bắt đầu mình kích hoạt cái chức năng này lên. Ví dụ như mình muốn nướng con gà đó trong vòng 45 phút. Chọn 45 phút và khi 6 giờ thì nó sẽ được nướng xong. Bạn bấm xác nhận một lần nữa thì nó sẽ ra cái đồng hồ end này. Thì nó sẽ kết thúc vào lúc 6 giờ. Thì bây giờ thời gian thực của mình là 3 giờ chiều. Đây, mình có cài là 45 phút ha. Bấm một lần nữa chuyển qua end thì bắt đầu mình sẽ chọn là thời gian nấu. Ví dụ bây giờ 3 giờ chiều mình muốn 6 giờ là nó sẽ được nướng xong. Thì mình bật tới 6 giờ. Đây, 6 giờ, bấm một lần nữa xác nhận. Bây giờ bấm bắt đầu. Bây giờ mình có thể đi được. Máy lúc này nó sẽ không hoạt động ha. Thì bắt đầu từ 5 giờ 15 phút nó mới bắt đầu hoạt động. Thì nó 5 giờ 15 phút nướng trong vòng 45 phút là đúng 6 giờ thì máy sẽ tự tắt, tự hoạt động lúc 5 giờ 15 và sẽ tự ngắt vào lúc 6 giờ. Thì khi 6 giờ mình về thì máy đã vừa nướng xong luôn. Bạn có thể thay đổi chức năng này bằng cách ấn vào biểu tượng start stop này, dừng tạm dừng, bấm vào tượng đồng hồ và thay đổi. Ví dụ như bạn không muốn thay đổi thời gian nấu, hoặc là có thể là thay đổi ví dụ nướng thành 50 phút. Chuyển qua end thì mình muốn 6 giờ rưỡi chẳng hạn. Hoặc là bạn muốn hủy nó đi. Bạn bấm lần nữa nó sẽ hủy. Thì lúc này nó chỉ chạy trong vòng 50 phút và nó không có cái thời gian kết thúc. Và hủy chức năng này bằng cách thì mình nói nó sẽ hủy chức năng nó đi. Kế tiếp sẽ là chức năng dọn dẹp vệ sinh mặt lòng máy. Đây, lúc này sẽ là nút vệ sinh lòng máy. Thì khi bạn chọn cái chức năng này, khi mà bạn muốn vệ sinh cái lòng máy bên trong, bởi vì như các bạn đã biết thì cái phần lòng máy bên trong mình sẽ mở cái lòng cho các bạn xem. Thì như các bạn đã biết thì cái phần màu xám ở bên trong lòng máy đây là cái phần được tráng men sứ dạng nhám ấy. Thì cái phần này là mình không thể dùng những cái vật phẩm khác hay là miếng trà hay là miếng bọt biển để mình vệ sinh lòng máy được. Mình phải dùng cái chương trình rửa dọn dẹp nè, chương trình rửa đặc biệt của máy để mà mình vệ sinh cái phần này. Thì cái phần này nó sẽ giúp cho khi mà chúng ta nướng bánh hay là nướng gà hay là thịt thì cái phần da, phần cháy bên ngoài nó bị nổ, bị văng á, thì nó văng ra cái thành nó sẽ bám lên đây, và cái chức năng của cái thành này nó sẽ giúp cho nó triệt tiêu đi những cái vết bám đó, nó sẽ tự động hóa ha. Thì sau một thời gian dài khi mà cái này nó bị dơ hoặc bị bám sau khoảng 10 lần, 20 lần tùy theo cái tần số sử dụng của bạn, thì máy sẽ báo lên là nó đề nghị bạn nên sử dụng chức năng này để vệ sinh cái phần này ha.
thì giúp cho cái tuổi thọ của nó sẽ lâu hơn, bền hơn. Thì đó là chức năng của cái phím chức năng dọn dẹp. Khi bạn chọn chức năng này nên nhớ lấy tất cả cái khay của bay ra thôi, lấy tất cả cái hai khay nước và cái khay đựng hướng mở này ra hết luôn. Và cuối cùng mình sẽ nói về cái dấu chữ Y này. Thì cái phần chữ Y này nó sẽ cho chúng ta biết về thông tin của những cái chế độ ta chọn. Ví dụ như bạn chọn chế độ 4D, nước khí nóng 4 chiều, bạn bấm vào chữ Y, nó sẽ hiện ra thông tin của cái phần đó. Nước phần lớn này, nước những cái khu vực lớn này, hoặc là những cái vật phẩm mỏng, thì nó sẽ hiện thông tin lên cho mình. Và cái chức năng của nó, còn một chức năng nữa là chúng ta có thể thay đổi cái cài đặt ban đầu của máy. Thì bạn muốn thay đổi cài đặt của máy thì trước hết các bạn sẽ tắt máy. Bạn có thể thay đổi thời gian này sẽ hiển thị theo thời gian thực của mình ha. Thì bạn có thể thay đổi thời gian là nướng của máy, thì trước nếu bạn muốn thay đổi thì bạn sẽ tắt máy đi. Sau đó ấn và giữ cái này trong vòng 3 giây, nút này trong vòng 3 giây. Thì đây sẽ là những cái cài đặt cơ bản của máy. Tiếp theo chúng ta ấn vào cái tượng đồng hồ hai lần hả? Thì ở đây ta có thể cài đặt được ở ngôn ngữ khác nhau, nhưng mà rất tiếc là nó không hỗ trợ tiếng Việt, có thể sử dụng tiếng Anh được thôi. Bấm vào biểu tượng đồng hồ để xác nhận. Đây là lúc mà chúng ta có thể cài đặt được thời gian này. Thì ví dụ như bạn muốn cài đặt tùy theo thời gian bạn lúc mà bạn mua máy về thôi. Đây là 2 giờ 24 phút. Mình sẽ cài về 2 giờ 24 phút ha. Thì khi bạn cài thời gian xong thì bạn bấm một lần để xác nhận, nó sẽ nhảy qua phần khác. Thì đây là cái thời gian mà nãy mình đã nói là cái đèn báo, cái tiếng kêu bíp bíp nó sẽ kéo dài bao lâu khi mà chúng ta hẹn thời gian nấu, hoặc là khi mà cái mình hẹn chờ nấu á, thì nó sẽ kêu trong khoảng thời gian là dài ngắn hay là ít ha. Ví dụ như là short duration này, khoảng thời gian ngắn này, thì nó sẽ có thể kêu trong vòng 30 giây. Hoặc là medium là trung bình này, thì nó có thể kêu trong vòng 1 phút. Và cuối cùng là dài nhất thì là 5 phút ha. Bạn chọn cái khoảng thời gian mà bạn muốn, sau đó bấm một lần nó xác nhận. Còn đây là tiếng kêu khi mà chúng ta bấm vào nó kêu tít tít. Bạn không muốn nghe thì bạn có thể chọn off nó đi, tắt nó đi. Còn bạn muốn kêu tít tít thì bạn cứ vặn qua đây cho nó hiển biểu tượng sáng lên ha. Sẽ kêu tít tít. Còn đây là chỉnh độ sáng của màn hình hiển thị. Từ 1 tới 5 ha. Đây là 1, 2, sáng lên. Chọn cái độ sáng tùy mình muốn. Tiếp theo là đồng hồ hiển thị. Như hồi nãy mình tắt máy nó sẽ hiển đồng hồ hiển thị theo thời gian thực mà nãy mình có cài á. Thì tắt nó đi hoặc là mở. Chọn tùy các bạn. Này đồng hồ kỹ thuật số. Tiếp theo là đèn sáng ở bên trong máy. Thì cái phần đèn sáng này nó mặc định sẽ là sáng khi mà máy đang hoạt động. Thì bạn có thể tắt nó đi. Thì máy đang hoạt động nó sẽ không có sáng đèn. Đây là kiểu mặc định khi mà mình vừa mở máy lên, nó sẽ hiển thị mặc định cái chế độ nào trước. Thì nó sẽ hiển thị kiểu nướng trước, nó sẽ hiển thị cái sáng cái phần này trước ha. Hồi nãy mình có mở máy lên thì nó hiện cái phần nướng khí nóng 4 chiều. Chọn chế độ này, nó sẽ tự động tính toán. Thì tính toán sẽ là bên chế độ bên đây. Autopilot là tự động tính toán. Thì nó sẽ tự động tính toán nhiệt độ, mình chỉ cần nhập cái khối lượng của thực phẩm vào thôi. Hoặc là bạn muốn chỉnh nhiệt độ thì bạn chọn cái này. Thì mình sẽ chọn nhiệt độ. Nó sẽ mặc định bên đây, mình chỉ cần chọn chế độ nấu và chọn nhiệt độ thôi. Chọn cái vùng nấu. Cái này là chế độ này, time dimming, có nghĩa là màn hình sẽ tối chậm đi khi mà thời gian của nó là sau 6 giờ tối hoặc 7 giờ tối thì màn hình nó sẽ hiển thị mờ đi. Và ban đêm ha, sẽ tắt mở. Đây là tên thương hiệu, khi mà mở máy lên nó sẽ hiện cái logo của Boss ở trên màn hình, thì bạn sẽ tắt hoặc mở nó tùy. Hiển thị hay không hiển thị. Cái này là quạt tản nhiệt á. Tắt hoặc mở. Tắt hoặc làm nhỏ. Thì nó đề nghị là mình nên xài cái chức năng mặc định của máy. Hoặc bạn có thể làm cho quạt nó chạy yếu đi bằng cách chọn qua chức năng minimum này ha.
để mặc định của máy thì tốt nhất. Cái này là liên quan đến cái phần khay nướng thì cái này mình không có rõ lắm, thì cái này là mặc định của máy rồi. Còn cái này khi mà chúng ta lắp đặt thêm cây nướng, chúng ta có thể chọn thêm cái này. Cái Sabbath setting này là chế độ ngày nghỉ. Thì khi chúng ta chọn cái chế độ ngày nghỉ này thì khi mà cái thời gian hẹn chờ nấu mà nãy mình nói bên đây thì có thể tối đa lên tới 74 tiếng, nhưng nó không phải mặc định là 23 tiếng 59 phút nữa. Bởi vì dù như mình nghỉ 2 ngày, mình muốn ngày mai nấu nướng, nó sẽ cài đặt sẵn và tới khoảng thời gian đó của ngày mai thì nó sẽ bắt đầu nướng, thì thời gian nó sẽ lâu hơn. Cuối cùng là chế độ reset, nó sẽ reset lại về mặc định lúc mà máy vừa mới xuất xưởng. Nhấn vào chữ Y thêm một lần nữa để xem, giữ vào 3 giây. Các bạn đã chọn xong, nó hiện xem. Thế là thời gian này mình có cài đặt đây, 2 giờ 25 phút. Sẽ bắt đầu tính từ cái khoảng thời gian mà bạn vừa mới cài đặt xong ha. Ví dụ như bây giờ nó hơi bị sai số này, mình thay một chút. 2 giờ 29 phút ha. Bỏ qua là chọn qua 2 giờ 29 phút. Nhấn vào giữ 3 giây để seal. Bởi vì mình chỉ muốn cài đặt thời gian thôi. Thì bây giờ nó sẽ là 2 giờ 29 phút ha. Ok, đây là biểu tượng logo. Nó thì mặc định nó sẽ hiện lên cái phần nhiệt độ, thì khi bạn chọn cái chế độ nướng xong thì bạn chọn nhiệt độ thôi. Và khi chọn nhiệt độ xong thì bạn sẽ bấm bắt đầu hoặc là hẹn giờ nấu, bạn tùy theo bạn muốn. Ok, vậy là kết thúc về cái video về hướng dẫn sử dụng chiếc lò nướng âm tủ của Bosch với cái mã là HBG655BS1M. Thì nếu như các bạn có thắc mắc về những cái sản phẩm gia thiết bị gia dụng khác như là bếp điện từ, bếp phòng ngoại, hay là lò nướng, lò vi sóng, hay là kể cả là nồi chiên không dầu hay là cái chén, thì các bạn có thể để lại là bình luận bên dưới, thì tụi mình sẽ đọc bình luận và cố gắng tìm kiếm sản phẩm để làm video hướng dẫn sử dụng và giới thiệu tổng quan cho các bạn sớm nhất có thể. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Kinh Hồng Việt Nam thời gian qua.